El Nino dần chuyển sang La Nina, tháng 8 miền Bắc cao điểm mưa lũ. Mùa mưa lũ năm nay ở miền Bắc đang diễn ra khốc liệt hơn. Ngay trong tháng 7, mưa, bão liên tục khiến hàng chục người thiệt mạng. Dự báo tiếp tục tháng 8 là cao điểm mưa lũ ở miền Bắc. Mức độ có thể còn nghiêm trọng hơn mọi năm do hiện tượng La Nina đang có dấu hiệu ngày càng rõ nét. Lúc này, những dòng hải lưu từ sâu dưới vùng biển Đông Thái Bình Dương nổi lên trên bề mặt, tạo ra một vùng nước mát hơn bình thường dọc theo đường xích đạo phía đông đến trung tâm Thái Bình Dương. Thực tế, theo số liệu từ Cơ quan Khí tượng Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, tháng 7 năm nay ở trung tâm Thái Bình Dương đã giảm ít nhất 0,2 độ C so với trung bình mọi năm. Các dòng nước lạnh hơn này đẩy nước ấm sang bờ Tây Thái Bình Dương. Gần về khu vực châu Á hơn, biểu hiện là nhiệt độ nước biển ở đây đã cao trung bình, có nơi cao hơn 1-2 độ C. Đây chính là những dấu hiệu ban đầu cho thấy El Nino đang dần chuyển sang La Nina, nguyên nhân hình thành các trận bão và mưa lũ dồn dập trong giai đoạn vừa qua. Thực tế ở miền Bắc nước ta, từ đầu mùa mưa tổng lượng mưa hầu hết đều cao hơn trung bình mọi năm từ 30-80%, một số nơi còn cao hơn 80-100%. Mưa lớn liên tục gây hàng loạt các vụ sạt lở đất, lũ quét nghiêm trọng, đồng thời lũ cũng xảy ra nhiều hơn. Từ tháng 6 đến nay, trên các sông khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện 3 đợt lũ vừa và lớn. Hàng loạt các sông suối đỉnh lũ đã lên báo động 2, báo động 3 như sông Gâm, sông Lô tại Hà Giang, sông Nạm Bàn, sông Mã, Sơn La, sông Đáy, Phủ Lý, sông Nậm Mức, Điện Biên. Đáng chú ý nhất là đợt lũ ngay trong các ngày 23 đến 26 tháng 7 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, hàng loạt các hồ thủy điện lớn đã xả lũ liên tiếp. Hồ Thủy điện Hòa Bình đã mở 4 cửa xả đáy, Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy và Thủy điện Lai Châu mở 5 cửa xả mặt. Theo các tổ chức khí tượng quốc tế cho biết khả năng cao tháng 8 tháng 9 tới sẽ chính thức chuyển sang La Nina. Tình hình mưa lũ ở các nước châu Á trong đó có Việt Nam sẽ diễn biến phức tạp, bão lũ sẽ dồn dập vào giai đoạn cuối năm. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sang tháng 8 tiếp tục là thời kỳ cao điểm mùa mưa ở các tỉnh miền Bắc nước ta do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina.